Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Bạn gái mới của cầu thủ Quang Hải gọi hẳn là vợ, cực kỳ tình cảm. Qua nhiều bằng chứng tương tác trên mạng xã hội, Huyền My sinh năm 1997 quê ở Nghệ An, được nhiều người đồn đoán là bạn gái của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Dù chưa từng lên tiếng, cầu thủ Quang Hải thường xuyên dính tin đồn tình cảm với nhiều hot girl trên mạng xã hội sau nghi vấn chia tay bạn gái Nhật Lê. Bạn gái tin đồn mới của Hải Con được dân mạng gọi tên là Huyền My, sinh năm 97 quê ở Nghệ An. Cô tốt nghiệp Đại học FPT và hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Tin đồn bắt đầu khi nhiều cư dân mạng phát hiện hàng loạt tương tác thân thiết giữa tiền vệ Việt Nam và Huyền My trên mạng xã hội. Anh chàng cũng thường xuyên thả tim các bài đăng của 9X Nghệ An. Trước đó Huyền My đăng trên story cá nhân bức ảnh chiếc áo có dòng chữ "Anh thương vợ", song được 9X che một phần chữ ký. Đối chiếu với chữ ký của Quang Hải được công bố trước đó, nhiều người đồng tình hai chữ ký này có độ tương đồng cao. Khi nhiều dân mạng đặt câu hỏi cho Huyền My về mối quan hệ của cô với Quang Hải, 9X từ chối trả lời, chỉ khẳng định tiền vệ 22 tuổi là một người cô rất ngưỡng mộ và anh Hải có rất nhiều mối quan hệ là khác giới. Mong Quang Hải luôn được ủng hộ dù người yêu là ai. Trước Huyền My, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với hot girl 1m52 Nguyễn Thanh Thủy. Khi loạt ảnh hai người thân thiết trong bữa tiệc sinh nhật, một người bạn chung được chia sẻ trên mạng. Tiền vệ sinh năm 1997 là cầu thủ duy nhất hot girl Hà Thành theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, Quang Hải và Thanh Thủy đều chưa từng lên tiếng về tin đồn này. Mới đây, hot girl 1m52 đã hủy theo dõi Hải Con trên mạng xã hội. Bạn gái Đoàn Văn Hậu là ai? Gái xinh một bước lên mây khi hẹn hò cầu thủ đẹp trai, tài năng. Bạn gái Đoàn Văn Hậu là ai? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nếu để hỏi từ hôm qua đến giờ mạng xã hội bàn tán sôi nổi chuyện gì nhất, thì ai cũng dõng dạc trả lời đó là U22 Việt Nam. Theo dòng sự kiện, em út sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu trở thành cái tên hot khi lập cú đúp vào khung thành đối phương. Rõ ràng là với tài năng, lối chơi bóng chuyên nghiệp, cộng thêm diện mạo điển trai, Đoàn Văn Hậu sở hữu lượng fan girl khổng lồ. Nhưng ít người biết rằng hot boy sân cỏ này đã có bạn gái. Cô bạn gái xinh đẹp tên Hoàng Anh, biệt danh là Ốc, bằng tuổi với Văn Hậu và hiện là sinh viên của Đại học Lao động và Xã hội. Cả hai công khai yêu đương và hẹn hò từ tháng 4 năm 2019, trong ngày sinh nhật của anh chàng này. Kể từ đó trở đi, Hoàng Anh cũng một bước lên mây khi hưởng ké sự nổi tiếng từ người yêu. Hình ảnh tạo dáng thân mật cùng dòng chữ "Happy Birthday My Love" thể hiện sự khẳng định hẹn hò của cặp đôi. Hoàng Anh Ốc cũng thường xuyên đi theo Văn Hậu để cổ vũ anh. Từng có tin đồn rằng hai người đường ai nấy đi, nhưng sau tất cả, họ lại trở về bên nhau. Instagram hiện tại đã có 116.000 người theo dõi, Facebook dương dương cũng 100.000 follower. Nhưng nhờ tương tác từ fan hâm mộ mà cô bạn có thêm nghề tay trái đó là quảng cáo và PR sản phẩm. Có lúc cô nàng bị tố bạn hàng không có tâm khi một lúc giới thiệu 3-4 loại thuốc giảm cân, nghe mông lung như một trò đùa. Và quay lại với chuyện tình cảm, Hoàng Anh được nhận xét là xứng đôi vừa lứa với em út của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô sở hữu diện mạo dễ thương, cùng gu ăn mặc sexy, năng động, vóc dáng thon gọn, chiều cao vừa phải để đứng cạnh Hậu 1m85. Có lúc cặp cầu thủ và Watt cùng quê Thái Bình xuất hiện nghi vấn chia tay khi mà Văn Hậu phải sang Hà Lan tham gia thi đấu Chelsea Herenveen. Cả hai gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh story liên quan đến nhau. Nguyên nhân được cho là vì yêu xa, khó giữ tình cảm. Nhưng đến ngày 12 tháng 11, Hoàng Anh đăng tấm ảnh chụp chàng cầu thủ kèm biểu tượng trái tim và tác tên anh. Có vẻ như là gương vỡ lại lành. Dù chỉ 20 tuổi nhưng cô nàng này rất ưa chuộng style gợi cảm, cá tính một chút. Đôi lúc cô cũng rất chịu khó diện bikini để khoe dáng. Toàn cảnh chuyện bạn gái đại gia chia tay thủ môn Bùi Tiến Dũng. Yêu trong âm thầm và chia tay trong thầm lặng, Bùi Tiến Dũng và bạn gái Thanh Mèo đã trải qua một chuyện tình đầy lặng lẽ. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 9 năm 2018, sau khi cùng đội tuyển Olympic Việt Nam trở về từ ASEAN 2018, Bùi Tiến Dũng bất ngờ để lộ khoảnh khắc tay trong tay hẹn hò với một người phụ nữ bí ẩn. Dù tấm ảnh được chụp khá xa, nhưng khi zoom sát lại, không khó để nhận ra đó chính là thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Ngay sau đó, tin đồn về chàng thủ môn này có bạn gái nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Cư dân mạng ngay sau đó tìm ra trang cá nhân của cô gái trong bức hình. Nhiều người còn nhanh chóng phát hiện ra Bùi Tiến Dũng cũng thường xuyên like và thả tim nhiều hình ảnh của cô gái xinh đẹp này. Bạn gái tin đồn của Tiến Dũng là Lê Thị Thanh, nickname Thanh Mèo. Người đẹp sinh năm 1996 và đang sinh sống tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua những hình ảnh trên Facebook có thể thấy, Thanh Mèo là một cô gái có ngoại hình nóng bỏng cùng khuôn mặt khá xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thuộc diện đại gia khi gia đình cô sở hữu chuỗi spa lớn và một nhà hàng cơm chay ở Sài Thành. Mặc dù cả hai không công khai hẹn hò, thế nhưng cặp đôi này vẫn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân với những khoảnh khắc tương đồng. Thanh Mèo từng đăng bức ảnh ôm một chú chó giống Messi, thú cưng của Tiến Dũng. Chưa dừng lại ở đó, ngày 19 tháng 12 năm 2018, dân mạng phát hiện loạt ảnh check-in ở cùng địa điểm của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Lê Thị Thanh. Dựa trên góc chụp, thời gian đăng, nhiều người tin rằng hai người đang có chuyến nghỉ dưỡng với nhau. Tháng 3 năm 2019, nữ đại gia Sài Thành tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi ẩn ý thích bạn trai thủ môn theo một cách đặc biệt thông qua tính năng hỏi đáp trên Instagram. Cụ thể, một fan yêu cầu kể tên 3 tuyển thủ quốc gia mà cô yêu thích nhất. Thanh Mèo nhanh nhảu đưa ra đáp án với 3 chữ viết tắt BTD. Không khó thể nhận ra đây chính là thủ thành Bùi Tiến Dũng, bởi Dũng trung vệ cùng tên đã công khai người yêu. Cho đến cuối tháng 5 năm 2019, Bùi Tiến Dũng và Thanh Mèo gặp nhiều vướng mắc trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân được cho là về chuyện yêu xa. Hot Girl Sài Thành từng chia sẻ, cô không chấp nhận chuyện yêu xa vì cho rằng đã yêu thì không thể xa. Chính vì vậy dân mạng suy đoán đôi trẻ nhiều khả năng chia tay nhau vì xa mặt cách lòng. Cuối tháng 7 năm 2019, sau nhiều đồn đoán với những bằng chứng không thể chối cãi, thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái Thanh Mèo đã chính thức đường ai nấy đi, khép lại một năm đầy giông bão. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.